thay cái thì hiện gì chân nuôi rồi gì ọp ọ rọt bà hà nơi dô thịa nơi nì dê giá trong bê đại bì phốp lô công phong phá cáo tử bông phong chỉ tì cơ rộp rộp ảnh bè bọn chứa môi nâng thì hiện gì chân nuôi vẹt nở nơi khăn ông bê thầm ai nì cho đo nì dê giá nơi khăn ông nụ phong nai bàn thơ bơ rọt bà hà đã mấy đần đám ẩm nạch nơi khăn ông xa ca mập hiếp môi nì rọt bà hà môi nì cư trê bàn thả cái thì hiện gì chân nuôi vẹt nở thơ bơ bàn đòi chúc chỉ bè bọn chứa môi nâng ca ra nây nì phong đáy cả thơ bơ rốt ra hà, bàn bóng coi miên cao phía bao dàng khăn. Nâng mần trơm tay bà nó, bàn bóng coi miên cao prui bà rong dàng khăn nơi khốn nông nằm bọn ni xe đi dà. Sở rộp nơi bê ba chọc bọn ni, bè bọn chứa môi nâng tì hên xin chân nô vẹt nở. Kháng lờ ní, bàn bọc ca nơi phép chúc chây rồi bọc luôn đó thông thính. Nơi bê đại bàn thơ rốt ra hà chấm bùa ni dô ra mần trầy. Rồi bọn ni xe đi dà, nơi khốn nông xa ca mà phép môi ni. Cứ bàn thư vô ai miên bị phốp lô bàn phá cáo tô chư bàn tò bàn tòa. Trong buộc cọng tư hiên vẹt nở. Nói cho nó có mọi bài giờ mất bởi dương răng chạm dữ. Sớm mê ta chuối subscribe đằng lại. Đảm bây giờ tôi bàn ở bộ miên thâm mây bàn thèm tiền. Bộc mai bóng bóng chỉ tì cổ rộp án. Rương rao nở lơ bị phốp lô đại cát miên lạng. Sớ ta chữ rương đại nước xâm an bàn đó. Chia bì xe nở bê đại hào châu tử. Ai lời ni trơ bàn vẹt nở rộ bò vừa rốt bỏ hát tay mà đón nơi khốn nông nụ phong này bà dông thật tam ca bình chạy nơi khốn nông bê bà chạy bòn nơi khốn nông nụ phong này rốt thật ní kiểu sở bê đai bà nà sở mà cô môn trả chết công phong tẹp cao tổ chồng bố ẩm bơ rốt bỏ hát nơi khốn nông bà tê ní dê nâng cao bì sắp bà đà môn ní bái chìa lô giáo kế ní nâng bì dê rình đại chìa thật cài cồm hôn tì hiên xì chân nô vết nơ rô bà rô xì cứ bàn xa tổ, chúng bố sẽ cảm ập hiếp đồ khó chấm bắp đi từ vĩnh. Đói chắc tốt thay này cứ chìa cả phá bắt đôi chú bố từ rốt ai kỳ rích cập hiểm. Nâng bọn này chạy nhỏ ổng bí, lô kháng lệch bắn tay màn trái chọn các bố ôi kren ai anh thả. Rồ xì chìa nét tổ tố khó trở, chúng bố ổng bơ bác bao thằng nì. Giáng nạc cả nói bà dông thật tam bố ra miền. À dễ chả ra, cứ bàn chân sai cao bị bước thằng ngay bốt. Tì bì khai xe hát thả, màn trái chọn các bố mùi rốt. Rõ bỏ ôi kren, bàn cho bỏ căn, rõ chồng bố rõ thạp bì bà cổng mù sku, bì ca riêp chom ổng bơ rõ bỏ hai dô thịa. Nơi khốn nông bỏ tê nì dế, ca cho bỏ căn ní, cứ bàn xâm đau từ lơ ca bẹp bọn chú môi nâng dốt tờ xá, stong đa rõ bỏ rổ xì. Giang nà ca đòi lô, bố hà mệt, bà dết, đại chiếc bỏ thiên nế thập bà đây rõ bỏ nì dế, nâng rõ thạp bì bà chọp chân áo tam bay bỏ chiếc thập bà tay rõ bỏ quán. Các bạn thường ngày bốt tìm mà phải bảo môi khai cả đàn. Trời bàn bằng đánh tranh bí đồng nánh. Đói mê đặc nôm dô thiên nơi khốn nông rốt bảo hà lợt tìm bảo bì. Nơi khốn nông bê đai bảo tế. Trời bàn mơ khơi thả. Rồi dạ bê tích chương bây chân em. Đại lô Mikailo nâng bô lô giáp. Nâng tìm bảo xa bảo thiên nê thập ở đây ôi kèn. Bàn ả hàng thà rô xì chì nẹ nơi bì cỏi. Cả rớp ô dốc ẩm nánh. Đói cua ở phía bảo mùi nì. Rồi hốt mộc tôn nâng phê ba cho bọn lục tí bạc xà. Bảo thiên nhiên tập ở đây ôi kren lục bán sơ xê thà. Ở lời này việc căn thì chấp bán nà thà rủ xí. Nơi bị cõi ca thư vơ bạp nì. Đại kê hào thà chỉ rốt bảo hai dô thịa. Nơi khốn ông bảo tên nì dế. Nơi khốn ông nụ phong này sẽ cắm mập hiếp tàng nì. Cứ chỉ dốt tờ xa stong đà rồi bảo rủ xí. Xong rạp bằng vai dốt chất tục nạ. Tờ lơ sơ thà nà ca nì. Hồi, đám bây chạp dốt bê v nâng bổng rích chùm luộc bằng thêm tiết nơi lớp bị phụp lộ. Lộc may khai lộ, nâng bô lô giảm. Lộc bàn bằng thêm tiết thay đổi xì miền. Sẽ nà đi dô xa còn. Xong rạp bằng con ác sẽ thay đập hiếm. Nâng đám bây thư vô ở khôi khèn. Đó xong đập thân nộp xong tới sốc rồi bóp bị phụp lộ. Ní đó bê vừa liệt trơ xong này thàn thà. Ở trâm trơ thà miền tài ca ở đây này. Đó bà thiên nê thập ở đây rồi xì lộc bà la đề mía phụ tiên tranh. Tớ bình chun, rô xí tớ lọ, nâng tớ đam cầm nát nơi dô bài vình. Nâng tớ bánh, bàn chiên tớ đoàn đi ca lô bóng bát nơi bó ca bóng bẹc bóng bọn. Nâng bóng biên tớ lơ phơi chấp bắp bị phụp lồn. Nâng thua ai sẽ thay nạp hiếp bị phụp lô can tay bảo xà. Đói lại vì miên cớ rắp lăng rô bó lô bảo tiên nê tập ở đây rô xì. Bàn hạ áng thay cao bị thương ai chân. Sẽ thay nạp hiếp nơi khu nông bảo tiên nì dế. Cứ cầm bông tẻ, bóng co miên ca prui bà rõm nhàng khẳng. Cái đoàn bê đại thư vô rốt bỏ hai dô thi rụi mộ.
សកម្មភាពបែបនេះត្រូវបានផ្កត់ទោសដោយសារសមាគមអន្តរជាតិបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីអំពើរដ្ឋប្រហារនេះគឺត្រូវបានសមាគមនិងគ្រប់គ្រងដោយលោក ដែលជាអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឡាំងលោកបានបញ្ជាក់អំឡងការនៃដែននិយាយតាមទូរសាមជាមួយនឹងក្រុមអ្នកកសែតថារុស្ស៊ីបានអំពាវនាវដល់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនីសេត្រូវតែបង្ហាញនូវភាពអត់ធ្មត់និងវល់ត្រឡប់ទៅលើរកការការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានលឿនបំផុតនិងទុយទៅវិញក្រុមហ៊ុនទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលរបស់រុស្ស៊ីវែកណឺ គឺมันបានអះអាងអំពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់ខ្លួនឡើយប៉ុន្តែលោកព្រីកេសិនលោកបានសាទរចំពួរការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់ពួកយោធាដែលក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធរបស់លោកព្រីកូសិននឹងបានដើរតួយ៉ាងសកម្មនិងសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយបានបណ្ដាលឲ្យលោកខាងលិចមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ពីព្រោះថាអ្វីដែលថ្មីថ្មីបំផុតនោះគឺបានមកដល់ហើយនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលហៅកាត់ថាឆាគឺនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រជាមិត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញសារជាសម្លេងនៅក្នុងតេឡេក្រាមរបស់វែកនៅក្រុមកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះគឺលោកព្រីកាស៊ីនបានអះអាងថាដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនីសេរីយ៉ានិងពួកអាណានិគមរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះ នឹងពួកអាណានិគមកំពុងតែព្យាយាមធ្វើតាមច្បាប់របស់ខ្លួននិងដាក់លក្ខខណ្ឌរបស់ពួកគេបន្តរក្សាពួកគេឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលទ្វីបអាហ្វ្រិកមានតាំងពីរាប់រយឆ្នាំរហូតមកលោក ព្រីកេសិនលោកបានបន្ថែមថាសពថ្ងៃនេះការទទួលបាននៅឯករាជ្យភាពរបស់ប្រជាជននីសេនឹងមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីដែលនៅសេសសល់នឹងមិនមានការសង្ស័យនោះឡើយពីព្រោះថាវាអាស្រ័យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់នីសេហើយក៏អតីតអភិបាលកិច្ចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាប៉ុន្តែរឿងដ៏សំខាន់នោះគឺប្រជាជននីសេកំពុងតែកំចាត់ពួកគេដែលជាពួកអាណានិគមឲ្យរួចរាល់ជាដើមនោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ